Rồi, lại là em đây cả nhà ơi. Em Tòng An Phát chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành, thật là hạnh phúc nha. Hôm nay em sẽ quay và giới thiệu hết tổng 7 cái xe của em, những xe tải cũ khởi nghiệp nó như thế nào. Thì hôm nay em sẽ lên video chi tiết tổng thành cái những cái con xe giá rẻ nhất ha. Đó, rồi em sẽ lên chi tiết hết cho bà con mình ở trên cái video này ha. Mong bà con mình hãy xem và theo dõi ở đây còn có những cái xe nào để khởi nghiệp, những cái xe nào giá rẻ bà con mình phù hợp với công việc ha. Thì hãy đi theo dõi hết cái video của em thì có những xe gì bà con mình đang cần nha. Rồi ha, em tổng chào cả nhà. Thì hôm nay em mới rảnh rỗi để làm một cái video tổng hợp để giới thiệu cho bà con mình một vài mẫu xe tải cũ giá rẻ, giá khởi nghiệp bên em ha. Trong này thì xe rẻ rẻ không cả nhà ơi. Giá hơn trăm chút xíu là có xe rồi ha. Còn vài chục triệu không à. Giá rẻ lắm ha. Hôm nay em sẽ quay video này nó hơi dài dòng một tí xíu, tại vì em tổng hợp thì báo cho bà con mình xem ha. Đó, gồm có những dòng xe Tata nè, TMT nè, Vim nè, rồi Kia nè, rồi Hyundai nè, rồi Jack nè ha. Đó, thì một vài mẫu xe hôm nay em sẽ khởi nghiệp cho bà con mình coi những xe nào bà con mình nên lựa chọn ha. Con ở trong bầy này là một con xe nhiều tiền nhất chỉ có 110 triệu thôi nha cả nhà, là con Hyundai nha. Rồi còn như là giá rẻ cực kỳ rẻ luôn mà đời cũng tương đối khá là cao luôn. Rồi em đi trước tiên thì em sẽ đi sơ lược cho bà con mình xem mẫu mã ha. Con này là con Tata nha, 500kg máy dầu, TMT 2 tấn 4 đời 2016, TMT 1 tấn 4 đời 2015, Vim 2 tấn 4 xuống còn 2 tấn đời 2010, Kia tấn 4 đời 2006, rồi Hyundai Boxster H100 đời 2010, đời 2008, em sorry cả nhà nha. Rồi Vim 1 tấn đời 2012, máy dầu, Jack 2 tấn còn 1 tấn 7 đời 2008 luôn. Con này là Jack đời 2010, 2 tấn 9. Con này xe em sẽ dọn dẹp sau ha. Rồi con xe Hyundai này thì cũng đã có khách chốt cọc rồi ha. Cho nên em cũng không có quay nhiều về em xe này nha. Rồi em đi sơ lược nha. Con Jack này là Jack đời 2010 nha cả nhà. Con này thì em sẽ bao dọn mới cho cả nhà của mình nha. Cho nên là cả nhà mình hết sức yên tâm. Con này thì em chưa cụ thể báo giá cho cả nhà mình được ha. Video sau em sẽ lên video chi tiết cụ thể báo giá về tất cả những cái xe nào em chưa lên video nha. Còn những xe nào lên video rồi thì thôi. Hôm nay con xe này em sẽ đời 2010, đăng kiểm mới rồi nha, mới đăng kiểm rồi. Mới vừa đăng kiểm mấy bữa thôi, 2-3 bữa thôi. Con xe này thùng sàn thì cực kỳ đẹp rồi ha. Máy số cực kỳ ngon, có máy lạnh luôn nha cả nhà. Đó, thì nó bị xấu xấu những cái điểm này thì em sẽ bao dọn cho cả nhà mình cực kỳ đẹp thôi. Ha, con này là 2010, đăng kiểm tới cuối tháng 9 luôn cả nhà ơi. Nó có một vài điểm xấu xấu thì em sẽ làm luôn cho cả nhà mình luôn nha. Đó. Điểm nào xấu thì mua xe bên Tòng An Phát biết rồi ha. Chỗ nào xấu, chỗ nào đẹp là em sẽ giới thiệu và em sẽ chi tiết hết cho bà con của mình nha. Bà con nào xem được video nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tòng An Phát nha cả nhà. Địa chỉ của em là nằm ở trên khu vực huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ cụ thể bà con mình bấm trên Google Maps ha. Bấm là bãi xe ô tô Tòng An Phát nha, nó sẽ lên nha. Đó là huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai ha. Xã Trà Cổ, số 496, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nha. Rồi hoặc là gọi điện trên Zalo cho em số 0988 454 318 nha. Em sẽ giới thiệu cho bà con của mình ha, địa chỉ rồi gửi video từng chiếc hoặc là xe nào bà con mình ưng ý nha. Rồi tiếp theo là con Jack này đời 2008 nha. Con này 2008 em sẽ bao cho bà con mình đăng kiểm mới nha. Giá là 78 triệu nha. Đó, Jack thùng kính nha. Thùng kính mà con này có năm vững mở hết luôn nha cả nhà. Xe thì cực kỳ là long lanh luôn, giá vô cùng khởi nghiệp luôn. Đời 2008 nha, 78 triệu nha cả nhà. Thùng sàn là cực kỳ đẹp luôn. Nội thất rất là sạch sẽ liền lạc nha. Đó, mua thì em sẽ bao cho đăng kiểm mới. Tất cả những xe bên Tòng An Phát bán ra, nếu bà con mình có nhu cầu đăng kiểm mới, em sẽ bao cho đăng kiểm mới nha. Ha, còn em không bao giờ bán xe hết đăng kiểm cho cả nhà của mình nha. Con này thì thùng dài 4m3 nha, đời 2008. Con này thì nói chung nó công nghệ Isuzu đó cả nhà. Máy số thì anh em bà con nào đã chạy qua cái dòng xe này rồi thì biết thực tế cái xe này như thế nào thì cho em một cái đánh giá ha. Theo bà con thì cái con xe thùng kính như thế này, bà con mình có thể cho em nó mấy điểm cả nhà. Thì để lại comment bên dưới nha. Em sẽ trả lời hết tất cả anh chị em bà con của mình nha. Đây ha. Xe thì cực kỳ là đẹp, cực kỳ là long lanh. Con xe này thì với mức độ của nó thì em đánh trên giá trên 5 điểm nha cả nhà. Đó, có thể là 5 điểm rưỡi tới 6 điểm rưỡi nha. Đó, 78 triệu.
Rồi, tiếp theo là em Vim máy Kia nha. Em Vim máy Kia đời 2012, giá 85 triệu nè cả nhà. Đó, 85 triệu nha. Con này cực kỳ đẹp nha. Con này nói chung là đồng sơn khỏi bàn, máy số ngon. Máy số rất là ngon, 85 triệu bà con ơi. Đó, một tấn nha, một tấn nha. Con này thì thùng về 3m2, 2m9 tới 3m2 đó. Em nhiều xe quá em cũng không nhớ cụ thể. Còn một vài mẫu xe nữa nha nha. Còn nhiều, nói chung là còn cũng 5-10 chiếc nữa. Em còn đậu lung tung khắp nơi. Vì gara nè, rồi đồng sơn nè ha, rồi bãi ngoài nữa ha. Đó, con này là một tấn nha, máy dầu nha cả nhà. Đăng kiểm mới rồi nha. Con này thì đăng kiểm còn tới 13 tháng 9 năm 2024 nha cả nhà. Con này thùng dài 4m2 nha. Đó, bao đăng kiểm mới. Đó, 78 triệu. Con này 85 triệu nè, con này tới con H100 nè. Đó, con này thì thùng sàn nội thất sắt rất là đẹp, rất sạch sẽ rồi nha. Em có lên video chi tiết em xem được rồi. Đó, cả nhà còn ưng ý hay là cần lăn tăn cái vấn đề gì đó, cứ alo cho em 0988 454 318 nha. Em sẽ lên gửi hình ảnh cho cả nhà mình qua Zalo nha. Đó ha. Rồi. Tiếp theo cái em xe này là em xe H100 nha. H100 đời 2008. Giá em nói là 110 triệu nha nha. Con này thì cũng đăng kiểm mới luôn. Nói chung tất cả các xe bên Tùng An Phát bán ra đều đăng kiểm mới cho cả nhà của mình khi mua xe nha. Cho nên cả nhà mình khỏi phải sợ cái vấn đề mà số khung, số máy rồi lăn tăn mấy cái vấn đề đăng kiểm nha. Đó, con này 101 nha, đời 2008, có máy lạnh cả nhà ơi. Con này thùng dài nha, thùng dài 3m2 nha cả nhà. Đó, nội thất tương đối liền lạc sạch sẽ nha. Cả nhà có mua nhu cầu mua xe hoặc đổi xe cứ alo cho em, alo cho Tùng An Phát nha. Đó, thùng thì cực kỳ là liền lạc sạch sẽ, inox nha. Thùng này nói chung là khách xài người ta cũng đã dọn rồi, cho nên cả nhà về có thể là lăn bánh đi ngay nha. Đó, đăng kiểm mới rồi, không có gì mà lăn tăn về vấn đề xe cộ nha. Đó, có nhu cầu gì cứ alo cho em, alo cho Tùng An Phát giúp giùm em nha. Mua bán trao đổi có hoa hồng cho anh em giới thiệu nha. Lưu ý là có hoa hồng cho anh em giới thiệu, nhưng mà anh em ơi, mua bán mình đừng có kê giá cho người mua, tội nghiệp cho người mua nha. Cứ ấy là em có hoa hồng mà, đừng có kê giá làm chi. Thứ nhất là mình khó bán, thứ hai nữa là khi mà thu về em khó cho em lắm, kê giá cao quá em khó có lòng mà thu lại được ha. Cho nên là anh em cứ giới thiệu cho em sẽ có hoa hồng cho anh em giới thiệu ha. Còn vấn đề giá thì em đã có báo giá rồi. Đó, thùng sàn thì cực kỳ đẹp nha. Đó, em nói vậy cho anh em hiểu ha. Người mua đã bỏ ra một ít tiền để sở hữu một con xe thì người ta cũng khá là tốn kém rồi, mà chưa chắc là khởi nghiệp đã may mắn hay là không nữa. Cho nên mình làm vì cái lương tâm của mình là chính nha cả nhà. Nói chung là cứ giới thiệu cho em cũng sẽ có tiền hoa hồng nha. Nhưng mà trước khi bà con mình giới thiệu là bà con mình phải nói ừ anh ơi, có khách tới xem cái xe này nè, có gì có tiền cà phê cho em nha, là em ok liền nha. Chứ còn chuyện mà bàn bạc xong xuôi, đôi bên xong xuôi hết rồi đòi tiền cà phê là không được nha cả nhà. Cái đó là phải nói trước cho em biết là ừ anh dắt khách tới có cà phê nha. Cái đó là phải báo trước cho em ha. Chứ để không có báo trước em cũng quên và em sơ ý, cái đó là làm buồn lòng đôi bên là cũng hơi khó chịu nha. Đó, em nhắc vậy ha. Rồi, tiếp theo là con Kia K3000 đời 2006 nha cả nhà. Thùng kính 1 tấn 4, đăng kiểm còn tới tháng 7 nha. Xe thùng kính nha, 1 tấn 4, đến từ thương hiệu của Kia, giá nó cũng vô cùng là khởi nghiệp 78 triệu nha cả nhà ơi. Đời 2006 nha. Đời 2006 chứ không phải là 2004. Hồi nãy cái lộn không à. Nội thất là đẹp long lanh xì ngầu luôn. Đó, cả nhà cần cứ liên hệ với Tùng An Phát giúp giùm em ha. Số Zalo em, số điện thoại chính của em luôn. 0988 454 318 nha cả nhà, yêu dấu của em. Đó ha. Xe thì nói chung em thì không có quay, không có dấu đâu. Có sao thì mình nói vậy, mình bán với cái giá hợp lý nhất cho cả nhà mình, dễ mua, dễ bán, dễ xài, dễ trao đổi hết ha. Đây ha. Đây, thùng thì cực kỳ đẹp rồi nha. Đó, em sẽ sơ thôi. Con này để hồi đóng cửa sao. Rồi, bây giờ là quay cái con khác nha. Quay cái con xe khác cho cả nhà mình xem ha. Đó, qua lướt qua rồi. Con này màu xanh vỏ dưa. Đó. Rồi, tiếp theo là em Vim này nữa nè. Đó ha. Em này là em Vim đời 2010 luôn. Tải 2 tấn 4 xuống đủ tải còn 2 tấn nha nha. Con này nè cũng gần hết đăng kiểm rồi, mua em bao cho đăng kiểm mới nha. Con này tới 16 tháng 4 lần cả nhà, nhưng mà mua thì em bao cho cái đăng kiểm mới. Con này thùng dài 4m3 nha.
Con này giá 100 triệu bao đăng kiểm mới nha. Đó, con này thì bà con nào chở hàng gì mà thùng dài, thùng to, thùng rộng thì liên hệ với em nha. Đó, 0988 454 318 ha. Đó. Mấy xe này xe khởi nghiệp không à, rẻ, mau thu hồi vốn. Con này thùng 5 bửng mở ha. Có điều cái thùng bửng mở nó là hơi cao thôi. Nhưng mà dày thì bưng bê rồi nó dễ ha cả nhà ha. Đó, con này thì 100 triệu đúng ha. Đó, mua thì em có bớt lọc lá cho cả nhà của mình nha. Đó. Rồi, tiếp theo là cái em TMT này mới về luôn. Đó, TMT mới về, Tata cũng mới về luôn. Con này thì TMT đời 2015 nha cả nhà. Chắc sơn rin hầu như cabin này, cảm ơn anh Trung ha. Anh Trung Đà Lạt. Đó, anh Trung Đà Lạt đã nhượng lại cho em con xe TMT rất là đẹp. Con này thì còn tới đăng kiểm tới 11 tháng 4 nha cả nhà, 2024. Con này 97 triệu nha, 97 triệu mua em bao cho cái đăng kiểm mới nha. Con này máy số cực kỳ đỉnh luôn, 6 cái lớp đẹp nha. 6 cái lớp đẹp 1 tấn 4, TMT 1 tấn 4, 97 triệu bà con mình thấy sơn rin không? Dắt sơn rin này đó, chưa phủ keo luôn nha các nha. Cái này là chưa phủ keo, nó rất là mỏng nha. Con nó khá là mỏng nha. Nỉ rin nguyên bản, có anh về anh vào cái ghế da thôi. Còn nỉ rin là nguyên bản hết nha. Xe chắc xe thì khỏi phải chê nha. Đến test bà con mình tới test ha. Anh Trung mà có xem được video này thì Trung để lại cho em một cái comment nha. Đó, cái chắc xe anh chạy cũng khá là bảo dưỡng, khá là bảo quản ha. Chắc xe là khỏi phải bàn ha. Giá là 97 triệu nha, 97 triệu chốt cọc liền tay, rinh ngay TMT về với đội của mình nha cả nhà yêu dấu của em ơi. Đó. TMT 1 tấn 4 nha. 1 tấn 4 đủ tải là còn 1 tấn 2 nhưng mà vẫn cho phép chở được 1 tấn 4 nha cả nhà. Ha. Vậy ha. Rồi tiếp theo là cái em TMT này nữa nè. Con này TMT này thấy nhỏ nhỏ vậy mà vỏ vỏ dữ dằn luôn cả nhà ơi. Đó, TMT này đời 2016 nha. Con này thì giá rẻ hơn con kia. À, con này là chỉ có 95 triệu thôi nhưng mà mua em bớt cho 5 triệu luôn, còn 90 nha. Đời 2016 nha. Đó, máy dầu số sàn, đăng kiểm còn khá dài luôn. Nói chung là cũng mới vào đăng kiểm á, còn tới 21 tháng 8 năm 2024. Đó, xe này thùng dài 3 mét mấy cũng quên, 3 mét 4 cả nhà ơi. Đó, con này nỉ rin, một chủ mua mới từ đầu luôn. Một chủ mua mới từ đầu luôn nha cả nhà. Cả nhà cần cứ nhắc máy lên gọi điện cho phòng An Phát giúp giùm em nha. Con này thùng dài 3 mét 4 nha cả nhà. Rất là xịn sò rồi ha. Nói chung là xe giá rẻ cho người nghèo. Đó, mà cũng chưa chắc nghèo người ta đã chạy xe sang đâu nha cả nhà. Người ta chạy chủ yếu là cho hợp với công việc thôi. Chứ còn mà giàu nghèo không phải chạy để không phải qua cái xe để đánh giá được người ta đâu ha. Nhiều anh đại gia giàu nứt nẻ luôn mà chạy xe mặc bộ đồ thấy gớm luôn, nhưng mà người ta khá giàu do cái cách sống của người ta thôi. Mỗi người mỗi tính, mỗi người mỗi ý vậy đó cả nhà ơi. Đó ha. Rồi tiếp theo và các em cuối cùng em muốn giới thiệu cho cả nhà của mình ha. Em này là em TMT nha, Tata đó, Tata cả nhà, nói Tata cho nó dễ ha. Con này đời 2015 nha, tải em nó 500 kg máy dầu nha cả nhà ơi. 500 kg máy dầu nha, số sàn cực kỳ đẹp ha. Con này sơn rin còn khá nhiều nha cả nhà. Đời 2015, con này 85 triệu nha. 85 triệu nha cả nhà. Nội thất thì khỏi cái lăng tăng ha. Chưa làm đồng luôn nha cả nhà. Xe chưa làm đồng luôn nha. Đây, đây là phần nội thất của em nó nè. Rin từ A mà tới Á luôn nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Đó, trăm nghe không bằng một thấy đó cả nhà. Nói thật sự chứ bây giờ mình nghe khen, em khen nức nở cái xe của em được 10 điểm luôn. Cả nhà mình tới chấm điểm cho em mới là vừa ý nha. Chứ còn mà bây giờ em chấm xe em 10 điểm, cả nhà mình tới cho 5 điểm, cái đó là quyền của cả nhà. Cho nên chăm nghe không bằng một thấy đâu. Cả nhà muốn thấy, muốn nắm, muốn sờ mó, em muốn chạy thử, muốn test các kiểu, cứ liên hệ em qua số hotline em nha, 0988 454 318 ha. Con này thì bốn cái vỏ mới thay rồi, không có bàn về vỏ, không bàn gầm bệ, nói chung là rin đét đèn đẹp luôn, rất là đẹp, rất là VIP C-Lip luôn ha cả nhà yêu dấu ơi. Đó, cả nhà muốn cần, muốn trao đổi, muốn mua bán gì đó cứ liên hệ với em. Đó, phòng An Phát nha. Đây, một số xe em chưa quay phần đuôi thùng thì em sẽ quay luôn ha. Đó, tắt tần tật luôn. Xe này thì đẹp rồi, không có gì phải bàn về thùng sàn nó đâu. Đây ha, nó chỉ bị một tí xíu chỗ này thôi nè. Đây một lỗ, kia một lỗ thôi, lâm nhâm thôi ha. Con này hết đăng kiểm, gần hết chứ chưa hết nha cả nhà. Gần hết em sẽ bao cho đăng kiểm mới. Mua xe bên Tổng An Phát thì em sẽ bao cho đăng kiểm mới ha.
cho nên khá là yên tâm nha cả nhà, khá là yên tâm vấn đề bị phạt nguội các kiểu con đà điểu ha. Nó phạt nguội thì có em lo, bà con mình không phải lo vấn đề phạt nguội cho em nha. Đó, đây là những cái phần đuôi ở phía sau của máy xe nè cả nhà. Đó, cả nhà yêu dấu thì thích yêu thương em nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha. Đó, thì em sẽ đi sơ cái phần đuôi nó một lần nữa rồi em sẽ lên trước dạo một vòng nữa cho cả nhà mình xem và chú ý ha. Đó, xe giá rẻ, xe khởi nghiệp, tất cả đều có mặt tại Tòng An Phát nha cả nhà ha. Đăng ký kênh để ủng hộ em và đóng góp thêm ý kiến cho em nha cả nhà. Đó ha, mọi thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp trên Zalo cho em ha, 0988 454 318 ha, để có thêm thông tin về xe và để có được cái giá ưu đãi tốt nhất cho bà con của mình nha. Đó, liên hệ sớm với em để rước được một vài mẫu xe tải cỏ nha. Xe này là xe giá rẻ, không đâu bán rẻ bằng bên em nha. Đó, bà con mình cứ đi tham khảo, đi so sánh đi, rồi ở đâu giá hợp lý, anh em nào cũng kiếm tiền nuôi vợ nuôi con hết trơn á. Ở đâu có xe giá cả hợp lý, ở đâu có anh em nào bán thân thiện thì cứ ghé nơi đó mua. Không chỉ riêng bên em đâu, trên cả nước này rất nhiều anh em bán xe có tâm và có tầm nha. Đó ha, chúc tất cả anh em mua bán trên cả nước thật là nhiều sức khỏe nè, công việc làm ăn suôn sẻ và trôi chảy ha, để có tiền đem về cho vợ, cho mẹ, cho con ha. Rồi ha, đến đây tổng bãi của em rồi, em xin chúc tất cả anh chị em bà con của em thật nhiều may mắn, thật nhiều tài lộc, và đặc biệt là có một cái hạnh phúc ấm áp bên người thân và gia đình của mình nha. Rồi, em Tòng An Phát xin chào và hẹn gặp lại ở video lần sau nha cả nhà yêu dấu ơi.